Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn học sinh khối 12. Thì chúng ta đã trải qua hơn 4 tuần học trực tuyến theo yêu cầu Bộ Dục và Sở Dục của các trường. Thì hôm nay chúng ta đã bắt đầu đến cái chương 7 của chương trình vật lý hạt nhân. Thì một là chúng ta học trực tuyến cho cái quá trình học trên lớp, hai là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để ôn luyện kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn học sinh khối 12 nội dung của cái chương 7 hạt nhân nguyên tử, gồm có cấu tạo hạt nhân nguyên tử và năng lượng liên kết riêng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì để làm được các bài tập trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì chúng ta cần phải nắm vững về mặt lý thuyết. Thì lý thuyết của chương 7 này nó như thế nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Thì trong chương 7 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Cái nội dung thứ nhất đó là cấu tạo hạt nhân. Thì về cấu tạo hạt nhân thì theo Rutherford, nguyên tử thì rất nhỏ, có đường kính khoảng 10 mũ trừ 8 mét, gồm một hạt nhân ở giữa, xung quanh là cả electron đang chuyển động trên quỹ đạo tròn hay ellipse. Thì hạt nhân được cấu tạo từ những hạt rất nhỏ gọi tên chung là nucleon, có đường kính thì tầm cỡ 10 mũ trừ 14 đến 10 mũ trừ 15 mét và nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước của hạt nhân. Thì có hai hạt cấu tạo nên hạt nhân, đó là proton ký hiệu là chữ P 11 và có khối lượng là Mb bằng 1,67262 nhân 10 mũ trừ 27 kg và mang điện tích nguyên tố dương là E, hay là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Còn neutron thì có khối lượng là 1,67493 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Đối với những cái chương trước mà chúng ta học trong chương trình vật lý á, thì người ta thường nói là khối lượng proton và neutron xấp xỉ nhau. Tuy nhiên đối với vật lý hạt nhân thì chúng ta cần phải có cấp chính xác nhiều hơn. Và điều quan trọng thứ hai đó là neutron không mang điện nên ký hiệu là chữ N nhỏ 01. Và trong chương này thì chúng ta chỉ tìm hiểu về hạt nhân. Do vậy, các nhà khoa học đã đưa ra một số cái quy ước. Đầu tiên nhất đó là ký hiệu của hạt nhân. Thì hạt nhân được ký hiệu là XZA. Trong đó, X là ký hiệu hóa học. Ví dụ như ở đây có một cái hạt nhân là natri thì ký hiệu là natri Na. Có hai tham số ZA, Z ở phía dưới bên trái thì Z này là số proton có trong hạt nhân. Nó chính là số thứ tự của nguyên tố trong mọi hệ thống tuần hoàn. Và Z được gọi là nguyên tử số. A là số khối hay là tổng số nucleon có trong hạt nhân, nghĩa là bao gồm số proton và số neutron. Vì từ hai cái tham số này chúng ta có thể tìm được số neutron bằng cách lấy số nucleon A trừ cho số proton Z. Vậy thì bây giờ này, nếu hạt nhân natri 123 thì cấu tạo như thế nào? Thì natri 123 sẽ có cấu tạo gồm 11 proton, 23 nucleon, lấy 23 trừ 11 chúng ta được 12, đó chính là số neutron có trong hạt nhân natri 123 này. Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu một cái mảng nữa, đó là đồng vị của hạt nhân. Thì hạt nhân khi tồn tại đó, nó không phải là tồn tại ở một trạng thái duy nhất, mà trạng thái nó tồn tại nhiều trạng thái khác nhau, và người ta gọi đó là đồng vị nếu nó thỏa mãn các điều kiện. Đó là cái hạt nhân là đồng vị khi nó có cùng số proton, nghĩa là cùng số Z, nhưng mà khác nhau về số neutron hay là khác nhau về số nucleon A. Ví dụ như hydro có 3 đồng vị, hydro 11, hydro 12 và hydro 13. Carbon có carbon C6-12, C6-13, C6-14, Oxy-8-16, Oxy-8-17 và vân. Đó là những cái đồng vị. Thì các đồng vị này có cùng số electron nên có cùng tính chất hóa học. Và khi nói tới khối lượng của hạt nhân ở vấn đề thứ hai này thì chúng ta đều phải suy nghĩ tới một vấn đề, đó là khi nói khối lượng thì các bạn cần cần nhiều phải suy nghĩ nữa. Bởi vì nếu khối lượng thì chúng ta sẽ nghĩ tay đến đơn vị chuẩn đó là kg. Tuy nhiên các bạn thấy là khối lượng của các nucleon của các hạt nhân của các hạt nói chung thì khá là nhỏ.
Do vậy, để thuận tiện trong việc tính toán thì các nhà khoa học vật lý đã đưa ra một cái đơn vị khác, đó là đơn vị khối lượng nguyên tử và ký hiệu là chữ U. Thì đơn vị khối lượng nguyên tử U này được ký hiệu là 1 U thì bằng 1 phần 12 khối lượng của đồng vị carbon C6H12, nghĩa là nó bằng 1,66055 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Thì từ đó chúng ta có thể suy ra khối lượng của các nút lông của các hạt khác về đơn vị U. Tuy đơn vị này không chuẩn nhưng nó thuận tiện cho việc tính toán và nghiên cứu, nên các bạn cần chú ý là trong chương này chúng ta sẽ sử dụng đơn vị U chứ không sử dụng đơn vị chuẩn là kg nữa. Tiếp theo là chúng ta đi tìm hiểu về một cái hệ thức vô cùng quan trọng và đồng thời rất nổi tiếng của nhà bác học Albert Einstein, đó là hệ thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng. Nếu một vật có khối lượng là m thì sẽ có năng lượng tương ứng là m nhân với cái hệ số tỷ lệ là C bình, trong đó C là tốc độ ánh sáng, lấy số gần đúng là 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Vậy thì công thức nổi tiếng của Einstein đó là E bằng mc bình, với E là năng lượng và chúng ta thường sử dụng cái đơn vị không chuẩn nữa, đó là đơn vị electron volt hoặc mega trong volt. Thì ở đây nếu chúng ta có một hạt có khối lượng là 1 U và có cái năng lượng sẽ là 1 U nhân C bình, thì thế vào tính toán số xấp xỉ sẽ là 931,5 mega trong volt. Chúng ta nhớ cái hệ thức U C bình thì bằng 901,5 mega trong volt để sau này làm bài tập nó nhanh chóng các bạn. Và từ đó chúng ta sẽ có cái hệ quả theo thuyết tương đối của Einstein. Thì một vật có khối lượng là m khi chuyển động vận tốc là v thì khối lượng của nó sẽ tăng so với khi đang đứng yên thông qua hệ thức là m và m0 chia cho 1 trừ v bình chia c bình nằm trong dấu cây. Trong đó m là khối lượng của vật đang chuyển động, m0 là khối lượng tĩnh hay là khối lượng nghỉ. Một cái nội dung lý thuyết tiếp theo nữa mà chúng ta cần quan tâm đó là năng lượng liên kết của hạt nhân. Nhưng mà đầu tiên nhất chúng ta đi tìm hiểu về một cái lực hạt nhân. Thì các bạn đều biết là proton là hạt mang điện dương, còn neutron thì không mang điện, mà hạt nhân thì lại tồn tại rất bền vững. Hiện nay thì các nhà học đã có cách để phá vỡ cấu trúc của hạt nhân này rồi, nhưng mà tốn rất nhiều năng lượng. Do vậy các hạt này nó đang liên kết với nhau rất là chắc chắn. Nhưng mà vậy thì tại sao nó là hạt mang điện dương hoặc là không mang điện mà lại liên kết nhau chắc chắn, thông qua cái nguyên nhân nào? Thì đây chúng ta tìm hiểu đó là lực hạt nhân. Thì lực hạt nhân là gì? Lực hạt nhân là lực mà các nút lông trong hạt nhân nó hút nhau với một lực hút rất mạnh. Và dựa trên các khảo cứu nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó không phải là hút tĩnh điện. Thì rõ ràng nó là mang điện dương là sao hút tĩnh điện được, nó không phải là lực hấp dẫn. Bởi vì chúng ta đã có khối lượng có khoảng cách tương đối, chúng ta tính được cái lực hấp dẫn thông qua hệ thức là F bằng R M1 M2 chia ra bình phương. Nhưng mà lực hấp dẫn này nó rất là nhỏ, không đủ để mà các hạt này liên kết với nhau. Vậy nó là gì? Nó là lực tương tác mạnh. Nhà lực này chỉ có đặc điểm là chỉ tác dụng trong phạm vi kích thước của hạt nhân, nghĩa là khi các hạt này nó ra khỏi kích thước của hạt nhân thì nó không còn là lực hạt nhân nữa, hay nói cách khác là không còn liên kết mạnh nữa. Và từ cái quan điểm khối lượng và năng lượng liên hệ nhau bằng hệ thức E và mc bình, thì đây chúng ta đi tìm hiểu một cái đó là năng lượng liên kết của hạt nhân. Bây giờ chúng ta đi đặt một vấn đề là một hạt nhân XZA, giả sử như hạt nhân natri 1,23. Thì hạt nhân natri 1,23 này sẽ có 11 proton, 12 neutron và tạo thành một hạt nhân natri. Vậy thì để tạo hạt nhân này chúng ta sẽ có khối lượng của tất cả các nút lông là 11 nhân với khối lượng của proton cộng với 12 nhân với khối lượng của neutron. Thì người ta thấy rằng là khi mà các hạt này nó tiến lại gần nhau để nó trở thành hạt nhân, theo cái hiểu một cách nôm na như vậy,
Vậy thì khi đó nó phải tốn cái năng lượng, và khi năng lượng nó hao tốn thì theo hệ thức Einstein, khối lượng tốn giảm thì năng lượng sẽ giảm. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ có được một số cái đại lượng vật lý. Thứ nhất đó là độ khối. Độ khối là gì? Hụt là giảm, khối là khối lượng, độ là tính ra được. Vì độ khối là độ chênh lệch giữa tổng khối lượng các nước lông tạo thành hạt nhân và khối lượng của hạt nhân tạo thành. Là ký hiệu là delta M. Vậy thì tổng khối lượng các nước lông nghĩa là ZMB cộng với A trừ Z nhân mà là trừ cho MX. Delta M độ hụt khối, Z là số proton nhân với khối lượng proton. A trừ Z chính là số neutron nhân với khối lượng của neutron, trừ cho MX chính là khối lượng của hạt nhân tạo thành. Và ở đây nếu cần cái độ chính xác cao hơn thì người ta cần phải chú ý một cái hệ thức, đó là khối lượng của hạt nhân thì sẽ bằng khối lượng của nguyên tử trừ cho Z nhân khối lượng của electron, nếu cần độ chính xác cao hơn nữa. Tuy nhiên ở đây thì cái độ chênh lệch giữa khối lượng nguyên tử và khối lượng hạt nhân này nó không có đáng kể. Vậy thì ta từ cái việc suy luận như vậy thì chúng ta sẽ có được cái năng lượng mà các hạt nhân liên kết với nhau như thế nào, thì ở đây chúng ta sẽ có được đó là năng lượng liên kết. Thì năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra ở dạng động năng của các hạt hay là của các tia khi tạo thành một hạt nhân từ Z proton và A trừ Z neutron, được tính bằng tích giữa độ hụt khối và cái hệ số tỷ lệ là C bình phương. Cái này là rất là dễ, thuộc công thức các bạn. Chúng ta chỉ cần thuộc cái mối liên hệ là E năng lượng bằng M khối lượng nhân với C bình thì tất cả mọi thứ đều suy tới đây. Vậy thì năng lượng liên kết cho bằng delta M độ hụt khối nhân với C bình phương, hay chúng ta khai triển ra. Do vậy, vậy thì muốn phá vỡ hạt nhân bằng các nút lông riêng lẻ, nghĩa là chúng tôi muốn tách ra đó, bài tập này cũng có nha các bạn. Đây là một bài tập mà người ta hỏi ngược. Vậy thì muốn phá vỡ hạt nhân thành các nút lông riêng lẻ thì làm sao? Thì phải tốn năng lượng là bằng năng lượng liên kết. Vậy thì bài tập người ta hỏi các bạn á, là đi tìm năng lượng để tách các nút lông trong hạt nhân ra. Vậy thì bài này chính là yêu cầu đi tính năng lượng liên kết nha. Và năng lượng liên kết càng lớn thì càng mạnh, càng bền vững và càng tốn nhiều năng lượng để phá vỡ nó hơn. Đó. Tuy nhiên là khi mà người ta tiếp tục nghiên cứu như vậy thì người ta thấy rằng là năng lượng liên kết nó giúp giải quyết được vấn đề là năng lượng liên kết mà lớn thì hạt nhân bền vững, nhưng mà sẽ có một số trường hợp ngoại lệ. Do vậy các nhà khoa học đã đưa ra một cái hệ thức, một cái đại lượng mới, đó là năng lượng liên kết riêng. Năng lượng liên kết riêng, riêng nghĩa là gì? Là năng lượng liên kết này tính cho mỗi nút lông, tính cho mỗi nút lông từ hạt nhân chứ không phải là tính cho cả hạt nhân nữa. Vậy thì nó sẽ chi tiết hơn, sẽ xác đáng hơn trong việc kết luận. Vậy thì năng lượng liên kết tính cho một nút lông được tính bằng thương của năng lượng liên kết và số nút lông A, lấy năng lượng liên kết chia cho A. Và người ta đã tính toán và thống kê được rằng là những hạt nhân nào bền vững thì sẽ tính được năng lượng liên kết riêng xấp xỉ cỡ 8,8 mega trong volt trên nút lông, hoặc là đơn vị chỗ này chỉ cần là 8,8 mega trong volt thôi nhé bạn. Và những hạt nhân này nằm ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn, nghĩa là từ khoảng 50 cho đến 95 cho khoa. Thì đến đây thì tôi sẽ dừng lại về mặt đầu tiên nhất của cái bài này, đó về mặt lý thuyết để trình bày cho các bạn. Cái trường này rất là dài các bạn. Vì trước khi mà chuyển sang phần bài tập thì tôi cần các bạn nhớ lại một số nội dung như sau. Thứ nhất là hạt nhân cấu tạo như thế nào. Thì hạt nhân cấu tạo gồm hai hạt, đó là proton và neutron, gọi tên chung là nút lông. Hạt nhân được ký hiệu như thế nào? XZA. X là ký hiệu hóa học, Z là số proton và A là số khối hay là số nước lỏng. Thì từ ký hiệu đó ta có thể biết được điều gì? Ta biết được hạt nhân này có Z proton và lấy A trừ Z đó chính là số neutron, A nước lỏng. Cái thứ ba đó là đơn vị khối lượng nguyên tử, đó là U. Một U bằng 1/12 lần khối lượng carbon C6 12, bằng 1,66055 nhân 10 mũ trừ 27 kg.
và hệ thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng E bằng MC bình phương, trong đó C là tốc độ ánh sáng trong chân không 3 nhân mũ 8 m trên giây. Nhờ từ đó suy ra cái mối liên hệ giữa khối lượng của vật khi đang chuyển động và khối lượng tĩnh M bằng M0 chia cho các bậc 2 của 1 trừ V bình chia C bình. Đây là thuyết tương đối của Einstein nha các bạn. Và tiếp theo nữa thì chúng ta đặt vấn đề đó là hạt nhân tại sao nó tồn tại bền vững, bởi vì nó có lực hạt nhân. Lực này là lực tương tác mạnh, nó chỉ phát huy trong phạm vi kích thước hạt nhân, nó không phải là lực hút tĩnh điện thì cũng không phải lực hấp dẫn. Và chúng ta quan tâm ba cái đại lượng, đó là độ hụt khối, năng lượng liên kết, năng lượng kết riêng. Nhớ là chúng ta sử dụng đơn vị U cho khối lượng và 901,5 mega trong vôn bằng 1 U/C bình khi tính toán năng lượng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để nghiên cứu đến vấn đề bài tập ở phần video tiếp theo. Xin chào các bạn. Hy vọng cái video này có thể giúp ích được gì cho các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn học sinh khối 12 và những bạn học sinh đang ôn luyện thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sắp tới. Các bạn like nếu thấy thích video này và đặt câu hỏi những gì mà các bạn nghe chưa có rõ hoặc là chưa có hiểu ở phần bình luận bên dưới. Và tiếp theo nữa đó chính là hãy chia sẻ cho các bạn có nhu cầu cần thiết nội dung kiến thức này, và nhớ đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ trong thời gian sắp tới ra video tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Xin chào.